Hello hello xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh ký ức game của mình Hiện tại thì mình đang có kênh ký ức game 2 các bạn ạ Để tránh trường hợp là nick này, cái kênh này bây giờ nó đang hạn chế mình đăng khá là nhiều Chắc là do ngày xưa mình đăng, một ngày mình đăng 4 năm cái clip nên bị hạn chế hay sao ấy Thì có thể các bạn muốn theo dõi thêm cái trò chơi Tây Du MVNG ấy Các bạn có thể qua cái kênh mới của mình là ký ức game 2 để các bạn có những clip nào các bạn chưa xem Để các bạn để học hỏi thêm kinh nghiệm Ờ, uh, hôm nay rất là may mắn khi mà chúng ta vào một cái cụm server cũ Server Tây Du S21 của các bạn Hải Hư Hồng uh, Bạn nào mà trong cụm lên server này chắc sẽ biết cái ác cao này Và bạn này đang ở tông môn ly gần S22 Ờ, tông môn Ligue s 22 thì một thời cũng khá là nổi tiếng ở cụm Ligue server Được cả thì uh, tông môn này là ngày xưa mình cũng có thấy hiện nội nhưng bây giờ thì tông môn này đa số là mọi người đánh tình cảm đoàn kết là chính. Uh, cũng không tranh đua với tông môn top 1 khá là nhiều. Tông môn top 1 là tông môn Thánh Tông, tông môn top 2 là tông môn Ligue s 22. Thì uh, tông môn này thì có bạn Hạt uh, Quy Bảo là trưởng môn, còn tông môn Thánh Tông là trưởng môn Huyền Vi. Trưởng môn Huyền Vi thì các bạn cũng sẽ biết được bát uh, bót cũng như idol Huyền Vi ở cụm liên server này và mình cũng đã uh, nghe tên về bót khá là nhiều. Uh, bót hiện tại đang chơi một đội hình minh giới, phải nói rằng minh giới sắp tới thì đánh khá là chuộng bởi vì khi mà bạn đủ tiền đủ năng lực để nuôi bạch cổ tinh các bạn hiểu sâu về bạch cổ tinh tính cái thời điểm mà bạch cổ tinh thức tỉnh tới giờ là đã được 3-4 tháng rồi mà chúng ta mới bắt đầu ở uh, cho bạch cổ tinh vào cuộc chơi bởi vì khi thức tỉnh một tướng hay là có một tướng nào đó mới ra thì cần phải ở uh, các siêu bọt các bọt tét rất là nhiều để tìm ra cái lối quy chuẩn từ đó thì chúng ta mới có được đồ hình chuẩn của nó và hôm nay là một clip về đồ hình chuẩn của bạch cổ tinh cho nông dân cải chay và mình nghĩ rằng đây là một clip rất là hấp dẫn, mong rằng cũng như là có rất nhiều kiến thức để cho các bạn uh, có ý định chơi minh giới, các bạn có cái kế hoạch chơi chuẩn nhất. Và các bạn muốn uh, hiểu thêm về một số phe khác thì các bạn có thể gõ là minh giới ký ức này thánh giới ký ức game hay là tiên giới ký ức hay là kể cả yêu giới cũng vậy. Hầu như là mỗi tướng hay mỗi cái thông tin gì thì các bạn cứ tra kèm theo từ khóa kia kịp Thì các bạn sẽ ra cái kiến thức các bạn cần nghiên cứu thôi Tránh trường hợp là các bạn hỏi mình Bởi vì thật ra hỏi thì các bạn hỏi những cái thuộc tính gì nó chuyên sâu thì ấy, Thì mình sẽ rép cho còn những cái cơ bản đa số là mình có những clip rồi Nên có gì các bạn thông cảm giúp mình nhé Hiện tại thì mình vẫn có nạp thẻ dinh Giá thẻ dinh của mình cũng như nạp rẻ pay rất là nhiều Rất là tốt cho các bạn nick tốt, nick bot Còn các bạn nông dân gạch chay thì Uh, nạp gói lô quyển bên mình ủng hộ thì mình cũng đã cảm ơn các bạn rất là nhiều rồi uh, quay trở lại cái cao này thì uh, cao này đi Minh giới và ở Minh giới này có một điều lạ đó là Đại Minh Vương lâu rồi thì phải nói rằng các bó uh, không trộm Đại Minh Vương cho lắm nhưng riêng uh, bó thuyền vi lại có một lối đi mới đó là lối đi về đọc bó đại uh, về thần tướng Đại Minh Vương đấy với một lối đi như thế này đây là một đại Minh Vương uh, hèn nước luân hồi nghĩa là đại minh vương đánh luân hồi đấy và có triệu hồi nhịn thì rất là hay thật sự là nói về cái cái việc mà trò chơi này đối với một người chơi tận 320 ngày đúng rồi thì 320 ngày mà cả, thường thì bây giờ các bọn đã có có cái chất riêng của mọi người rồi nên bây giờ ai cũng bi hay hết các bạn đây nhìn đồ hình như thế này chúng ta biết rồi có tiên phạt chế nhân này ở vị trí mạnh bà này, rồi vị trí bạch cổ tinh đây nữa tiếp theo thì chúng ta sẽ đến của Nick bón mạnh ca tí đi bởi vì thật sự là lâu rồi mình mới vào mấy cái server này tranh thủ thì cái qua được cái cụm lên server nào thì mình cũng sẽ cố gắng đó đảo qua các bót tí cho các bạn hiểu tình hình của tầng cụm server ở cụm server này thì đi thánh giới với tiểu bạch long vị trí số 1 vẫn còn uh, đây vẫn còn người chưa tiểu bạch long các bạn nhé đây là một tiểu bạch long có uh, luân hồi đấy một tiểu bạch long xả skill rất là nhiều trâu đấy, ôm bảo hộ đồng đội khá là tốt bây giờ thêm một cái thiên kỹ để gây đam luân hồi nữa tiếp theo đế thính bây giờ đế thính khá là chuộng các bạn nhé đây là bộ thiên kỹ của đế thính này các bạn này đấy à, quên xin lỗi các bạn thiên đế thiên đế một bộ thiên kỹ như thế à, đây là một thánh na tra các bạn nhé lâu rồi chúng ta mới thấy sự cho đến một thánh na tra đa số thì mọi người thánh sẽ là thánh ngộ không chủ yếu đúng không ngày xưa là thánh ngộ không tức tỉnh bây giờ là thánh Natra tính ra cứ mỗi cụm lên server chúng ta vào chúng ta sẽ cảm giác được có những cái kiểu bi mới đó là điều làm lên cái đặc sắc của trò chơi này à, có thức trình tỉnh uh, thiên nộ anh chiêu rồi uh, đang đi là chiến linh là kim lân có thể nào là, là sau này nước này sẽ lên mắc kim lân chẳng hạn Đấy. đi một di lạc và một trư bát giới với việc đi một di lạc một trư bát giới này thì thứ nhất là cái liên kích nó rất là ổn định việc mà có trừ bạt chế thức tỉnh trong hồi đình đội hình thì liên kích rất là ổn di lạc thì tăng phần trăm giảm tổn thương rất là tốt Đấy. a lĩnh a lĩnh thì là người lực chiến cao nhất của tông môn ly gần đứng vị trí thứ ba và nhìn đi cái cụm server này rất là hay Top 1, top 2 là thuộc tông môn thứ nhất, top 3, top 4 là tông môn thứ hai. Đấy, rồi sau này các tông môn khác chia đều hầu như là top 10. Chúng ta có câu chuyện là 50 50 đúng không? Hoặc là 46. Tỷ lệ người vào tông môn top 1 và top 2 rất là hay các bạn nhé Phải nói là siêu hay khi mà một cái cụm server này có mọi người đoàn kết như vậy. Đoàn kết với cái tông môn của chúng ta. Đấy, các bạn nhớ nhé Đây mình sẽ qua tông môn của server bạn này thì lực chiến cao nhất là Alin thứ hai là bạn Quy Tin thứ ba là bạn Hạc Quy Bảo và thứ tư là bạn Nai ở ờ, tông môn này mọi người lực chiến cũng khá là đều đấy các bạn ạ đấy. ừ đấy các bạn thấy chưa một server khoảng một ba trăm hai mươi ngày ba trăm hai mươi ngày chúng ta tính đi khoảng gần mì một tháng rồi thời gian trôi qua rất là nhanh sắp tới thì cũng sinh nhật game rồi các bạn ạ 365 ngày tầm khoảng một tháng nữa tháng tới tháng rưỡi nữa sẽ xin lời game thì không biết là trò chơi có ưu đãi gì không à, an lĩnh an lĩnh đi đội hình gì đây đi đội hình thành quan năm với hai di lạc có kiểu linh thành các mắt ạ thành quan năm đánh hiệu ứng hầu như là bây giờ mọi người sẽ đánh hiệu ứng rất là lớn à, có lên hoa tưởng dung hai sao rồi Đấu trường thì hàng 4 cũng khỏe đấy các bạn nhé Đi đội hình này Được cái thì server này mọi người khá là trụng Natra Có một Natra Ui uh, khá là nhọ nhờ Tính ra nick của linh là nhọ đấy Bởi vì tầm này mà nếu mà linh mà nhân phẩm tụt Nó nhung nick này tuy rằng ngon đấy ngon đấy Nhưng hơi nhân phẩm hơi hơi buồn Bởi vì vẫn đang xài thiên phạt Có ai chăng thì uh, Minh Văn này Ồ có một cái minh văn này thì ngon này với việc chơi nộ khí nhiều như thế này thì cái này cho tiên giới gặp bạch cột tinh thì quá ngon cho dương tiễn gặp bạch cột tinh thì đúng bài luôn một cái thiên cơ á à, cái thiên cơ này thì giảm nộ khí cũng được chạy như thế này cũng được các bạn nhé có quan âm à, chưa có thức tỉnh nhỉ chưa có chúng ta chưa thấy thức tỉnh từ từ mình vào ăn lỉnh xem tí so tài à, xem pet của an lỉnh tí nhá chưa, A Linh thì tầm này chưa có vẻ thức tỉnh đâu Đấy. Nhưng với một đội hình thánh như thế này đối mình là khỏe các bạn nhé Đội hình thánh kiểu này rất là khỏe Vì khi có hai di lặc trong đội hình ấy, thì thánh này rất là khỏe 22 tỷ lực chiến với lượng tấn công là 37 triệu Và lượng máu là 366 triệu Ờ, đợt này an lĩnh cũng không có nạp nhiều tại sao sao mình biết được bởi vì không có uh, thần hồn mới nếu như mà đợt vừa rồi mà mọi người có nạp cái hoàn trả là biết liền nghĩa là bây giờ tăng môn này mọi người chơi theo tính chất là đoàn kết vui vẻ thôi quyên tin là đội hình như đây ờ uh, tiên giới tiên giới natra thì cũng cảm thấy khá là thân thuộc rồi với hai thiên đế khỏe đấy các bạn nhé đấu trường tháng 3 các bạn ạ hai thiên đế thì chắc chắn khỏe rồi hai thiên đế nó xả kỹ năng mà choáng lên liên tục luôn ờ, chủ nick thì hiện tại là lực tiến là 8 tỷ chín tám tỷ chín đấy các bạn là một nông dân mình thử đánh một bạn 8 tỷ xem xem nick này đánh như thế nào bạch cụt tinh đánh với một natra thánh giới ở bạn này bui giống cái bạn lúc nãy này natra quân âm Nói chung là khi mà trong một cái cụm server mà, mà mọi người nào mà bi tố trách thường là mọi người sẽ học theo bi nhau khá là nhiều thì đó là cái lý do nó sẽ lan tỏa cái lối bi tốt lên Ôi dính ngay sức tắc thị không luôn Mạnh, mạnh bà bật sức tắc thị không trúng ngay na của kẻ địch Ờ à, quan âm du long kỳ hải đúng không? Rút nộ Thiên đế vẫn là thiên đế thức tỉnh và xả kỹ năng nhá, Choáng ngay Di Lạc, choáng ngay Na Tra Rất là tuyệt vời uh, Tiên phạt chế nhân Bạch cổ tinh ra kỹ năng luôn các bạn nhé Ui, đàm to các bạn Triệu hồi nhịn À đây là một bạch cổ tinh nhịn các bạn ạ Đánh thương Đánh thương của bạch cổ tinh có trưởng triệu hồi nhịn hay không? Có Đánh thương của bạch cổ tinh được tính triệu hồi nhịn các bạn nhé Ủa, có hai thiên phạt à cậu bạn này có thiên phạt và tịch diệt là khỏe đấy nhỉ phá cảnh 26 đánh một người phá cảnh 27 thì các bạn thường mình nhìn vào phá cảnh chúng ta sẽ biến được nick nào còn nạp nhiều hơn đích nào vì phá cảnh nó sẽ ảnh hưởng với cái những yếu tố khác ví dụ như là uh, các bạn có cái tiên thiên chí bảo sớm hay là có tiên thiên chí bảo sau chung là mạnh, linh này mạnh nhưng đó chiêu mạnh để mình đánh thêm một mạnh các bạn nhé bạch có tinh lên ngôi đúng rồi bởi vì thật sự là ra cái trạng thái ảnh độ đấy và bây giờ có thêm những cái trạng thái như là cái sức mạnh không phải người trạng thái gọi là cái sức mạnh của cửu linh thánh khỏe lên này bạn bây giờ có tiền nuôi cửu linh thánh có tiền nuôi đế thính rồi có tiền nuôi thêm thiên đế thức tỉnh nữa thì hầu như với một cái cao như thế này, này, thì đối với mình là khỏe đây là một nông dân chính hiệu luôn ba tính ra một ngày một tháng bạn này có nạp có 500.000 thôi đúng không nhỉ mới nạp được 4 triệu 4 triệu chia ra 8 thì ít nhất là bạn này chơi 11 tháng bạn này chơi 11 tháng mà nạp 4 triệu chính tính ra là mỗi tháng bạn này nạp tầm khoảng ba trăm mấy nghìn thôi đúng là nông dân mà không đúng không các bác Nông dân là gì? Nông dân là có nạp tiền để mua cuốc, mua sẻ Cái chay là không nạp đồng nào Đấy, còn mà ờ uh, tá tiền hay địa chủ rồi bót là nó một câu chuyện khác rồi Đấy, còn tá điền hoặc là địa chủ thì tầm một tháng là một triệu Thì đến bây giờ là cũng phải nạp khoảng 12 triệu rồi, 11 triệu rồi Đấy, Nói chung là chúng ta sẽ tính một đội cao chúng ta tính nhiều tổ Ôi, các bạn để ý nhá, đây là một bạch cột tinh không hồng hoang Mà đam rất là to, các bạn thấy chưa? Không hồng hoang mà đam rất là to và đây là một bạch cột tinh có chân quyền nền thánh này Có thiên kỹ của nhịn này và chúng ta có chiêm trí dương Thiên kỹ bạn này cũng mang tính chất vừa, không phải là quá siêu Nhưng đối với một bộ thiên kỹ như thế này thì chứng tỏ là bạn này dồn tài nguyên vào trang bị Hay là dồn tài nguyên vào thức tỉnh rất là lớn À, chúng ta có một bạch cột tinh khi mà thất tỉnh bạch cột tinh thì các bạn sẽ nhận được những cái hiệu quả như sau thứ nhất là các bạn có trạng thái ẩn đột trạng thái ẩn đột này thì hầu như mọi người sẽ không thể đánh như các bạn trạng, bằng đam trực tiếp nhưng cái nếu mà các bạn bị dính đan gián tiếp từ những yếu tố kháng thì các bạn cũng sẽ bị bị uh, sát thương thôi còn mà bây giờ mà thêm một cái hiệu quả đó là, là bục thêm 4% tấn công và 10 phần 8 phần 40% tấn công và phần 80% phòng thủ. Nếu mà có vật triệu hồi hy sinh, đó là lý do tại sao mà bạn này sử dụng cái thiên kỹ nhẹ. Đấy, các bạn thấy chưa? Người ta uh, hiểu và người ta hiểu và tận dụng được cái hiệu quả tối đa từng option của Bạch của Tinh. Chúng ta đến với Bạch của Tinh thức tỉnh 3 thì thêm cái câu chuyện của cổ tướng quân cường hóa nữa và trạng thái cột thích gây cho người tấn công sát thương giảm tiếp bằng 150, 150, 150 tấn công của cuộc tướng quân Đấy thì đó là điều khiến cho mà Bạch Cổ Tinh rất là khỏe cho dù mà đồng đội của mình hy sinh cũng vậy Minh giới là gì? Minh giới là một đội hình vui công thủ toàn diện Hầu như đội hình của Minh giới từ khi chơi tới giờ thì các bạn sẽ hiểu rằng Minh giới sẽ có những option như option như phần trăm giảm sát thương Hay là rất cao hay là đánh sẽ thiên về đánh vòng đấu dài nhưng sau khi có sự xuất hiện của bạch của tinh thức tỉnh thì các bạn sẽ nghĩ tới câu chuyện là đam to ờ, đây là một đội hình có sự xuất hiện của mạnh bà và mạnh bà này là một mạnh bà tiên phạt chế nhân level 6 đầu tư hẳn Hình như là mình nhớ không nhầm là đầu tư nick này kinh nhỉ mạnh bà mà có đồ đỏ ủi và anh nhái đúng là Minh giới đây đứng kiểu là bi Minh giới luôn chuẩn Minh giới các bạn ạ và clip này đáng để cho rất nhiều bạn Minh Giới về học hỏi về hướng bui Các bạn không cần quá dồn vào thường cổ cũng được Không cần dồn vào hỏng hoang Nhưng các bạn có thể đầu tư vào thường cổ Đợt này sửa từ khi mà các bạn ngày thứ 300 trở lên ấy, Thì sửa từ các bạn đầu khá là dễ dàng Kết hợp với nhiều sự kiện khác Thì các bạn có thể lên được đồ thường cổ cũng không quá khó khăn Đấy. Thứ hai nữa thì chúng ta hiểu về câu chuyện là nick này có thức tỉnh thiên đế và thức tỉnh bạch cốt tinh Vậy là cái lượng kinh thi nó đã dồn vào bạch cốt tinh rồi Đấy, đồ hình như thế này Ok đấy các bạn, rất là ngon Chúng ta đến câu chuyện của Mạnh bà đi Mạnh bà đầu tư phá bảo tận 140 các bạn Thấy chưa, một tướng phụ đấy Phá bảo đồn đầu tư rất tốt Các bạn nào xem kênh của mình các bạn cũng hiểu là mình khá là khuyến khích các bạn lên phá bảo Bởi vì khi các bạn lên phía bảo ấy, thì sẽ lên được những cái option rất là lợi thế rẻ vừa rẻ mà vừa ngon và chất lượng nhất là cho tướng chính của các bạn. À, chúng ta có bộ thiên kỹ này, bục đam này cũng như bục thêm một lần ngự linh nữa, một lần pet nữa, à, thần thông. thì nếu mà còn chưa đi phun lục dương nhé, vẫn đóng phun thần thông diêm vương. ưu đãi của minh giới là như thế đấy thần thông diêm vương các bạn. À, đi tanh thì các bạn thấy như có lúc ngâm và hào nghi nhé. thật ra những cái tướng phụ như thế này hầu như các bạn bắt buộc phải sắm cái thần thông đạo quang hàng nghi này. Ờ, à, Ừ, Hà Quang, Tần Tông Hà Quang này Để làm cho mấy việc mà tránh bị sốc đam Hay là nick này, đúng là minh giới luôn Đóng cả lục nhâm các đó, mắt Đóng lục nhâm để tăng giảm sạch tương cho toàn đồ hình à, Chúng chúng ta thấy này Bạch Cột Tinh, đây là một bạch Cột Tinh có chuyển hóa đam này Hay là uh, bạch Cột Tinh uh, giảm sắc tương giảm tiếp này Có kim lân này uh, Kim thân để giảm sát tương giảm tiếp này Có đánh thương này cái này đánh thường nhé, đánh thường tăng đam đánh thường này các bạn thấy chưa, ờ, có thần đông ghép để tăng cái đam sạt phần trăm sạt thương này, hay là có đủ nổ để tránh trường hợp mà sau này xuất hiện là khai quan âm hoặc uh, ứng long này, thất tịch này, Đấy, rồi có kim hồng quán nhật để hồi máu cũng như giảm cái sạt thương của cái địch này, hay là uh, tăng cái lượng đam sạt thương gián tiếp nhé các cái này không hồi máu, Đích này không uh, có đây từ 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 cái đông lai là hồi máu đây đôi lúc mình làm clip mình hơi bị rối thì có gì các bạn thông cảm nhé Tát buộc vẫn có hỏa nhãn kim tinh đây là bộ thần thông chuẩn nhất đây uh, thần thông âm hồn bất tán này tăng cái lượng thần đa uh, lượng đam của của vật điều hồi của bạn Ok, xin lỗi đây là tăng phản đa phản đa vì thế mà kết hợp với nhịn này của tướng quân đường hóa rất là lợi thế Đấy, lâu rồi mà cũng không làm mấy cái ác minh giới này đôi lúc có gì nói chuyện nó hơi vấp thì có gì các bạn thông cảm nhé chúng ta có một thiên đề thức tỉnh ba khi mà thiên đề thức tỉnh ba thì hầu như là các bạn bắt buộc phải đóng cái thần thông tiên thiên canh khí này Ờ à, những này được cái thì không đóng thần thông kim học ở đây mọc tú vô lâm có nhé phải đóng mọc tú vô lâm nhé để khóa cái lượng đam ờ uh, sản sẽ sả tương đam của tướng xe địch dành cho mình Đấy, một bộ vẫn có ở uh, thêm cả thần thông bạch vô thường nữa nha đóng mà. đúng trạng thái bất thường nhé các bạn nhé Đấy. được thêm quả bất động minh vương nữa các bạn thấy chưa mỗi thần tướng thì sẽ được đóng một bộ thần thông chuẩn riêng và tí nữa mình sẽ cho các bạn xem tổng để các bạn nào minh giới Một bi gã ca này có thể bi à, bộ thần bộ thiên ký rất là chuẩn cho thiên đế nhé chắc chắn phải có du long quy hại Chúng ta đến với đề thính đi Một đề thính có sự chốt điển của thiên kỹ thi mị à, Đây là một đề thính gọi là đề thính nuôi vừa Bởi vì chúng ta thấy là cũng không có điều kiện để lên phóng bảo đâu à, Nông dân, giới hạn của nông dân nó cũng mức độ thôi Và nick này thì hầu như là sẽ trộm kiểu linh thánh hơn Tại sao như thế? Bởi vì đối với minh giới thì bây giờ kiểu linh thánh nó lợi hơn Bởi vì chỉ cần kiểu linh thánh còn tồn tại thì hầu như bạch cổ tinh sẽ phát huy được tối đa tác dụng của bạch cầu tinh đó là lý do tại sao nick này lại dồn lực vào cửu linh thánh nhiều như vậy kỷ vật của cửu linh thánh thì đi thêm kiểu vật vật đỉnh phong ba sinh lực và để hàng đầu các bạn nhé chắc chắn là không thể thiếu ở đế thính thì nick này cũng đang chạy đỉnh phong ba thôi Đấy. có choáng nhé kiểu linh thánh nói chung minh giới đợt này mà khi mà sự xuất hiện đợt mà thức tỉnh bạch của tinh ấy bạch của tinh tại sao lúc đó chưa mạnh bởi vì lúc đó chưa có sự xuất hiện của kiểu, kiểu linh thánh nhưng bây giờ với sự xuất hiện của kiểu linh thánh thì hầu như bạch của tinh và kiểu linh thánh đó là một cặp bài trùng luôn đúng không chỉ cần anh còn sống thì em còn còn làm được việc à, mạnh bà đây là một mạnh bà bình thường thôi đây là một mạnh bà thức tỉnh hai được cái thì minh giờ có một cái hay ấy, là thủ nó trâu ngoài việc hai con mạnh bà nó đã bục đam rồi bây giờ nó còn kháng được cái lượng phần trăm sản trả tương giản tiếp rất là tốt nói chung là minh giới đợt này mạnh các bạn nhé đúng là đúng cái giai đoạn này thì bắt đầu minh giới mới có cửa Đấy, chơi ngày xưa thì minh giới nó sẽ le ló một chút đúng không các bạn chơi minh giới thì ok giai đoạn đầu có thể là nhịn rất là khỏe nhưng đến cái giai đoạn mà các bạn chơi đến ngày thứ 120 trăm ngày thứ 100 trăm là ngày thứ 200 các bạn rất là mong lung mong lung như một trò đùa luôn thì bây giờ các bạn đã có niềm tin rồi Các bạn thấy tại sao nick này Mạnh bà này lại được đầu tư như vậy Bởi vì nick này muốn Kích hoạt được cho mạnh bà này Thứ nhất là ở vấn đề lên pháo bảo này Nó cũng khá là dễ này Ui vạn năng phá bảo đang còn thừa nha các bạn nhá Nhớ nha nick này vạn năng phá bảo còn thừa nhá Đấy mà chứng tỏ nick này chưa xài hết đâu Nick này xài hết ít nhất cũng phải lên chín tỷ mấy đấy Nhưng riêng bây giờ chỉ cần nuôi bạch của tinh này Rồi nuôi kiểu linh thánh cậu chỉ cần hai ông này còn sống sau này có tiền thì nuôi, nuôi lên đế tính để lên cái đam tán thương gián tiệp còn nick này hiện tại vẫn đang phụ thuộc vào hai yếu tố Chứ nhất là đam triệu hồi thứ hai nữa là đam của đam được tiếp đến từ chân quân nền thánh cũng như là đam đánh thường Đấy, cũng như là số lượng xả kỹ năng của bạch cột tinh hay là số lượng vật triệu hồi hy sinh để tăng cái sức mạnh của bạch cột tinh lên Đấy, cái tổng quan một cái ác cao nó là như vậy nếu như các bạn hiểu về cái ác cao nó ra sao ở đây mình sẽ sâu này thiên kỹ này nhé Các bạn nào chơi minh giới mình khuyến khích các bạn Chơi bi cái đội hình này Đây là một gọi là đội hình chuẩn 2025 cho một minh giới đánh bạch cột tinh ở uh, Lâu dài Khi mà các bạn ngày thứ hai uh, ngày thứ 300 trở lên bi một cái đội hình này rất là tốt Bởi vì tại sao nó lại hợp với nông dân Bởi vì nông dân mà để chơi được Từng kim mét các bạn ít nhất phải chờ Tính khoảng một năm nữa Nhanh thì 10 tháng hoặc một năm nữa các bạn mới có từng kim 3 sao, 4 sao các bạn chơi Thì lúc đó đó là một cái câu chuyện khác rồi và các bạn sẽ được cập, cập nhật ở clip kênh của mình thôi Một lần nữa vẫn rất mong các bạn là cho mình xin một like, một đăng ký cũng như là ở quý mến các bạn Thật ra thì các bạn like, đăng ký thì khiến cho mình cũng có một chút gì đóng thu nhập từ tiền YouTube thì phải Đấy. À, Chiến báo, mình xem chiến báo một tí nào có thắng thắng tranh lực chiến rất là nhiều thắng được 13 tỷ thắng được 10 tỷ Ờ à, hầu như nick này khó có thể thua được dưới lực chiến thắng cả vua lì đòn đấy các bạn thắng được cả ông vua lì đòn này có nên xem không có mắt thật ra mình rất là ái ngại khi xem mấy cái clip như thế này à, bởi vì thật ra mỗi người có một cái yếu tố khác nhau thôi thì xem clip của vua lì đòn đi Thật ra thì nick này thắng thua thì chuyện bình thường thôi. vô vua lì đòn cũng có những cái lối bi hay. Ờ, riêng bạn vua lì đòn này bạn ấy đã chơi diêm vương thất tỉnh đã, thấy cái 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 độ đột phá của bạn ấy rồi tuy rằng có thể là bị khắc chế bởi những yếu tố khác đến từ đồ hình khác nhưng không sao có hướng đi mới lạ là nó chúng ta đã hay rồi ồ bậc sức tắc thì không khá là tốt đến từ vị trí của mạnh ba ở ờ, đại minh vương này xóa bỏ hiệu ứng của sức tắc thì không luôn rất là tuyệt vời Uh, diêm vương ra kỹ năng luôn các bạn nhé Có triệu hồi nhị Đây là diêm vương có thiên kỹ nhẹ nha các bạn nhé Thiên đế dính ngay choáng Vậy là bên kia có một thần tướng có choáng rồi Bách nhãn quân hay là thiên đế đây uh, Bên bên mình thì có tiền phạt chế nhân Bên kia thì hầu như là Ui Cái gì thế này dính Vẫn dính hiệu quả hỗn loạn à cay đấy căng đấy các bạn nhé đánh thương triệu hồi thiếp nhị các bạn thấy mạnh không các bạn bánh trinh gấp đôi lực chiến đấy bạn ấy. hầu như thì đối với một cái meta các bạn nên hiểu là các bạn nên khi chơi ấy, các bạn hiểu rằng mình thuộc meta nào để từ đó các bạn định hướng lối bui nhé các bạn nhé chứ đôi lúc mà các bạn cảm giác rằng mình ác mình nạp 20 triệu nhưng các bạn nào không đều ấy thì đôi lúc các bạn cũng sẽ bị tụt về cái cái ranh của bọn meta nông dân cải chay thôi bởi vì uh, trò chơi thì nó ấp mà nếu mà chúng ta không chạy theo ấp đít đấy nên mà chúng ta chạy chậm đấy thì chúng ta phải phải nghĩ tới rằng là mình phải suy nghĩ về cái hướng uy mới chứ không đủ được với hướng uy meta tố được nếu mà các bạn xác định không nạp đều nữa đấy, từ đó chúng ta phải chuyển biến dồn ôn định lực vào những thần tướng nào những hiệu quả đột phá nào ban đầu các bạn thấy chưa khá là mạnh đấy nhỉ Phá cảnh 28 và phá cảnh 26 Nick này mạnh, các bạn phải công nhận đấy mình là nick này mạnh Mình cũng công nhận chủ nick đánh hay Cái hay của nick nông dân cải chay ấy. Đó là mình rất thích vào nick nông dân cải chay Bởi vì người ta chơi rất là hay Ui, và anh nhái một bổ của tướng quân Và một phần ba máu của bạch tinh luôn các bạn nhé Ui, suýt thắng các bạn ạ Ui, bị kiểu lương thánh bản đam cái đi luôn <laughs> Cái này là số là đen các bạn ấy. Số đen đúng không Minh dưới bây giờ các bạn bắt buộc phải chơi kiểu linh thánh cho mình nhé Tướng khác có bạn kể cả bạn chơi Diêm vương thất tỉnh cũng vậy à... ừ, Không có thương cổ Nếu mà có quên không có hồng hoang Nếu mà có hồng hoang thì có lẽ là hơn ấy. Thật ra đam này không tới nhé 26 triệu tấn công một Trong khi đó đam của mình ấy đây là dường nào chim vương 21 triệu Ở vậy là có thể là nick này có một chú gì đó Bi nó, nó nó theo đam mê hơn Đấy, Bi theo đam mê hơn Chứ không phải là bi trai hạt như này Đây là đúng kiểu bi khá là trai hạt này. Nick này bi cũng khá là trai hạt đấy Nhưng mà đối với mình là 26 triệu là khá ok rồi Nhưng nếu mà có một cái vũ khí hồng hoang thì nó sẽ nhìn hơn Bởi vì tầm một cái meta 16 tỷ ấy, thì bắt buộc các bạn phải có một cái vũ khí hồng hoang rồi bởi vì nick này nick này nếu mà lên cái meta mình sáu tỷ ấy, thì nick này chắc chắn cũng phải có một cái vũ khí hòng hoang chứ không phải đồ thường cổ như thế này nữa đồ đỏ ấy thì bây giờ phải hồng hoang rồi nếu mà lên khoảng 16 tỷ à, mình sẽ ghép ngũ nguyên xem khỏe đấy quá hạng 131 lên server chúng ta gặp một natra từ ca bạn này là natra thánh giới có hàng nga Nata này để vị trí số 3 kiểu đương thánh ở vị trí thứ nhất để phản đại luôn. Ở à, vị trí thiên là tỷ hưu. Bên kia cũng thiên tỷ hưu các bạn nhé. À, có tiền phạt chính nhân không? Ok, bên kia lực chiến cao hơn thì sẽ đánh uh, thiên đế trước. Ờ, à, hai thiên đế các bạn nhé. Vậy thì cửa thua rất là cao. Hai thiên đế cực kỳ mạnh các bạn ạ. Hai thiên đế siêu mạnh luôn hầu như đối với mình thì meta nông Dân cải chay thì hầu như hai thiên đế nó sẽ lầm trùng đấy ui đầu các bạn không đủ đam gặp một bạn phá cảnh 28 mình phá cảnh 29 rồi khoai này mình cũng không chưa để ý nick này lực chín bao nhiêu nhỉ thôi kèo này khoai ta tức là thiên đạo thiên đạo tức là ta ta tức là thiên đạo dính luôn choáng thiên đế của bạn này hồi sinh lên đánh cái dính ngoài choáng bên kia luôn hiệu ứng quá nhiều hầu như là sang kết thúc vòng một đấy hai thiên đế mạnh các bạn sắp tới nick của mình cũng sẽ chuyển qua hai thiên đế các bạn ạ <laughs> thôi mình 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 bỏ cuộc chơi quan âm các bạn mình sẽ chạy hai thiên đế các bạn nhé để đợt này mình làm lại cái clip về thức tỉnh đi thức tỉnh hóa thân bởi vì ta ra thức tỉnh là một yếu tố nó khá là quan trọng để mà riêng có một tướng đỏ thức tỉnh thì các bạn mất khoảng 4 triệu việt nam đồng này ui mình ba tỷ lực chiến thì thôi thua đúng rồi không không có quyền được đánh luôn các bạn Ờ, uh, mình uh, qua tông môn nick này đi Đợt này cũng là uh, hạn chế đánh lên xe vừa tí Bởi vì thật ra bây giờ IP cũng hay ít Có đôi lúc có những cái nhân phẩm ờ, uh, Mình thử đánh một bạn uh... Bạn này thánh giới xem Thánh giới Nata Có tiểu bạch long các bạn nhé Không biết thắng hay thua đây Bạn này là chỉ là mơ Có tiểu bạch long kiểu linh thánh Đối với mình thì meta nông dân cải trai kiểu linh thánh này khá là ngon này, đế thính này. Hai thiên đế. <laughs> các bạn ạ, hai thiên đế rồi thêm một tướng chính nữa. Rồi còn thêm một tướng còn lại để các bạn tùy tùy chọn các bạn nhé. Bây giờ đội hình như vậy thôi, đơn giản. Minh giới thì có thể là mạnh bà, tiên giới thì có thể hành nga, thánh giới thì có thể trừ vật giới hoặc chi lạc. Rồi yêu giới thì có thể là hồng hải nhi hoặc là thanh nhiêu hoặc là tùy minh giới thì à, yêu giới thì nó thiệt phiến được đi thôi thì chạy thiệt phiến thức tỉnh cho đàn nó to ui dính choáng nhá dính choáng tận năm sáu năm người luôn các bạn nhá cùng lập chiến nó lính này đánh siêu khỏe các bạn nhá mình nói thật là để mà dưới lập chiến nó đánh những đích này thì phải thuộc dạng là bạn nào mà đuôi khắc ấy nếu mà dưới lực chiến mà muốn thắng được cái cao này Trừ trường hợp bạn nào mà xếp trận Rồi bi Bi theo kiểu là bi khắc chế lại Bạch cổ tinh này thì may ra có cửa thắng Còn hơn không là các bạn bi theo kiểu à, chung ấy Nghĩa là đội hình toàn diện ấy để đánh được đủ 4 phe ấy. Thì hầu như là cùng lực chiến Không có cửa với cao này Tinh chắc như vậy Ở đây đá cho các bạn về đặc quý đi Cho các bạn nào mà đã sâu thì mình sẽ thường sâu hết Các bạn hầu như vẫn đang đi full đang các bạn nhé Đấy, vẫn đang đi lối bi-phun-đa thứ hai nữa đây chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là gì nhỉ? Uhm, đây một cái thần hồn. đợt này thì phải sâu thêm thần hồn nữa các bạn nhá. đây thần hồn này. Đấy, thần hồn thì đúng rồi. nick này, một linh nông dân thì chắc chắn là chưa chưa có cái lõi thần hồn này rồi. các bạn ạ. đấy. đấy dồn vào kiểu linh thánh nữa các bạn này. Để cho các bạn hiểu là bây giờ các bạn nên buy như thế nào buy ra sao cho nó hiệu quả Đối với một cái account của các bạn uh, Tông môn này uh, hạng Cấp 6 rồi, nhanh đấy Tông môn này cài cấp 6 Đợt này thì mình nói thật với các bạn là hầu như các bạn Sẽ gắng mua cho mình cái này đi Đợt này thì uh, còn một mùa nữa Hầu như còn một mùa nữa đúng không Không mùa nữa, không biến chủn thì có đủ không Thật ra thì đối với uh, tất cả các nick thì mình vẫn khuyến khích các bạn tích đi à, nếu mà nick nào mà thuộc top một đấy ví dụ như nick thánh tông này thì chắc chắn là sẽ đủ tài nguyên thôi sự nói chung là sự kiện kiểu kiểu châu vấn kiếm này siêu ngon cực kỳ ngon luôn free hầu như quà free phê đúng không các bạn khoái nhưng được cái thì hai tháng nó ra lần <laughs> đúng là vng đúng là nhà phát hành muốn ăn của nhà phát hành không dễ nhưng thật sự là trò chơi rất là hay ok một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình À, cái clip của mình đến đây chắc có lẽ là kết thúc rồi à, các bạn thấy hay bổ ích thì cho mình xin một like một đăng ký với cũng như ủng hộ cái kênh mới là ký game hai của mình mình để phần bình luận để cho các bạn xem nhiều clip hay hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại